Lisa, Blackpink bị bạo lực mạng nghiêm trọng, Lisa và gia đình đang là mục tiêu của chiến dịch thù ghét trên mạng xã hội. Đáng nói, những kẻ tấn công là người hâm mộ Jennie. Điều này khiến cư dân mạng và fan chung của Blackpink vô cùng bức xúc, 2023 là một năm thăng hoa của Lisa. Tuy nhiên, cô cũng phải đối mặt nhiều thách thức khi bị bắt nạt trên mạng xã hội, cũng như trở thành mục tiêu của các chiến dịch thù ghét trực tuyến trong năm nay, có nhiều nguyên nhân biện minh cho việc em út Blackpink bị bạo lực mạng như mặc trang phục biểu diễn quá gợi cảm nhận lời biểu diễn trong quán rượu thoát y mang tính biểu tượng của Paris, Pháp, là thành viên duy nhất trong nhóm không phải người Hàn Quốc hay chỉ đơn giản là ghen tị bởi sự nổi tiếng, xinh đẹp của cô, hoạt động trong ngành giải trí khắc nghiệt bậc nhất như K-pop, bên cạnh tình cảm yêu mến từ người hâm mộ, việc bị công kích bằng các bình luận tiêu cực không xa lạ với Lisa, cũng như các thần tượng nói chung. Kể từ khi ra mắt cùng Blackpink vào năm 2016, người đẹp sinh năm 1997 không ít lần bị bạo lực mạng. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng này ngày một nghiêm trọng khi không chỉ Lisa mà cả gia đình cô cũng hứng chịu làn sóng thù ghét trên Internet. Mức độ thù địch gia tăng đáng báo động được cho là bắt nguồn từ anti-fan, những người phản đối hoặc không thích nghệ sĩ và nhóm riêng biệt khác được gọi là ép Theo định nghĩa, ép fan để chỉ những người ủng hộ nhiệt tình một thành viên trong nhóm và có thể nuôi dưỡng sự oán hận hoặc coi thường các thành viên khác. Trong trường hợp của Lisa, cô và gia đình bị fan riêng của Jenny chỉ mũi nhọn. Họ sử dụng hình ảnh của giọng ca Manny và gia đình cô để bêu rếu, miệt thị bằng những ngôn từ cây độc. Lisa và gia đình bị gọi bằng những cụm từ xúc phạm. Phân biệt chủng tộc. Chưa dừng lại ở đó, một số người vào trang Instagram cá nhân của mẹ hay các thành viên khác trong gia đình Lisa và để lại những bình luận đe dọa, mạt sát. Lý do cho hành vi bạo lực mạng của các ít fan là người hâm mộ riêng của Lisa trước đây cũng công kích Jenny và gia đình cô nên những anh hùng bàn phím muốn Lisa nếm thử liều thuốc độc của chính mình.